Em Hoàng Tưởng xin chào cả nhà nhá. Thì em đi đường cả nhà, vô tình em gặp một cái vườn. Thì em sẽ quay lên cho cả nhà xem nhá. Đấy. Những cái vườn vải rất đẹp cả nhà. Vườn vải rất đẹp nhá. Đấy. Em qua đường thì em thấy cái vườn vải rất đẹp thì em lên em quay cho cả nhà xem. Đấy, xem là cái độ tạo tán và cái lượng quả như thế này nó liệu nó có sai được không, sang năm liệu nó có hoa không và có quả không và tạo. Đấy thì đi đường ấy thì em sẽ thấy nó được 50-50 nhá, những cái vườn người ta làm ấy 50-50, làm kiểu này này. Đấy, 50-50, và những bác có những cái vườn người ta biết làm ấy nó sẽ khác nhá, nó không như thế này. Những cái vườn làm kiểu này ấy, cả nhà, năm được năm mất. Đấy, những cái vườn này năm được năm mất nhá, những cái vườn này nó ví dụ nó năm nay được sang năm nó sẽ mất. Đấy, bởi vì sao em lại nói vậy thì cả nhà em sẽ chỉ cho cả nhà xem nhá, em sẽ chỉ cho cả nhà xem là họ làm vải đấy. Đây, từ cành ngoài này này, đấy cả nhà thấy không, đấy vào trong, đấy ra thân rất đẹp, gọi là trong tán ra rất đẹp nha, nhưng mà nó không có chế độ ủ cành cả nhà. Tại sao em lại nói là không có chế độ ủ cành? Cả nhà phải xem cái đầu ngọn này này, đấy. Cái đầu ngọn này nó khá là to nhá, là họ đã chặt đi cái đoạn này này, khá là to. Nếu mà năm nào làm muốn sai quả đấy, cả nhà phải xem cái đầu ngọn này này. Đấy, cái này to hơn ngón tay cái của em nhá. Đấy, nếu mà cả nhà muốn ủ được cái lộc ngọn nó ra và trong tán ấy được sai quả và lấy hoa đấy, lấy hoa xong là chế độ có quả đấy, cả nhà sẽ chặt cho em to hơn ngón tay này, to bé, bé hơn đây, cả nhà chặt bé hơn đây nhá. Ví dụ như những cái cành này này, nó chỉ chặt bé bằng này thôi, nhưng mà cái cành này ấy, cái lúc tạo đấy, cái năm tạo ấy, cả nhà chặt vào quá sâu nhá, nó quá to rồi. Bây giờ bắt buộc cả nhà phải cho nó cái này rồi, cái ngọn này này, nó phải ra khoảng độ tầm bằng này nữa, nó phải ra khoảng độ tầm 30 phân nữa nhá, thì bắt đầu là mình mới tạo lại. Đấy, xong là cái cành này ấy, thì nó ra thì mình phải tạo lại nhá. Đấy, nó chỉ bằng bé hơn ngón tay thôi, năm nào cũng chặt qua đấy thì nó mới tạo được. Bởi vì như thế nào thì chặt vào đến đây ấy, thì nó rất khỏe. Cái cành này tuy nó bé thật, đấy nó bé thật, nhưng mà cái độ ở đây này nó rất khỏe nhá, nó bắt buộc nó phải lao ra dài đây này, nó phải lao ra dài thế này nó mới chịu được. Đấy, nó mới lao ra dài thế này thì là các bác đã mất đi một năm rồi. Thì lần sau ấy thì mình chặt khoảng độ tầm trong này thôi, bắt đầu mình sẽ tạo thì ủ ấy thì nó cái lượng có quả ấy, thì nó chuẩn hơn. Đấy cả nhà nhá, bởi vì cái cây nó khỏe làm rất khó. Đấy, đấy, chặt như thế này làm lấy quả rất khó nhá cả nhà nhá. Đấy, năm một năm mất, xong là mình chặt đi, xong là năm sau nó có chế độ ủ thì nó sẽ lại sai quả. Đấy, hạ những cái năm này, hạ đột ngột này cả nhà này, hạ to này, đột ngột này, cái này phải to bằng ngón chân cái nhá. Đấy, đấy hạ đột ngột bắt đầu là nó bị nứt này. Đấy, nứt đây nhá. Đấy, nhiều bác là hỏi là cái cây của em tại sao nó không bị nứt. Đấy, cái cây của em là cái ngọn này này, em còn phải để nó dài ra. Em, các bác xem cái vườn của em ấy, nó dài ra, em chỉ hạ bằng ngón tay út này đổ về thôi. Đấy, năm nào em hạ bằng ngón tay út, không bao giờ họ hạ bằng cái ngón chân cái nhá cả nhà nhá,
hạ bằng ngón chân cái nó sẽ rất khó làm đấy. Thế cô bác bảo là cái vườn của em ấy chặt thưa như vậy có sợ nó đẩy lộc và mình cái chỗ chế độ khoanh của mình ấy không sợ không làm được. Em xin nói với cả nhà là mình chặt thưa nhưng mà cái độ chế độ ngọn ấy mình lấy đủ lộc, xong là cả trong tán lấy đủ lộc, mà lộc của mình khoanh đúng dịp là vào gặp thời tiết lạnh thì nó sẽ không ra được. Đấy cả nhà thấy nhá. Đấy, toàn những cái cành to này. Đấy, cái này nó toàn là bằng bằng loại này lên. Đấy. Loại này đổ về rất khó sai quả. Bởi vì cái chỗ này ấy vào quá sâu cả nhà. Cái năm hạ đầu tiên ấy vào quá sâu. Đẹp nhất bằng này nó phải ra khoảng độ tầm, nó phải ra dài nữa. Nó khi nào nó to bằng ngón tay, bé hơn ngón tay này một chút, nó chỉ bằng này thôi cả nhà. Đấy, nó chỉ bằng này thôi, hoặc là từ cái đoạn này ra. Đấy, làm như thế mình mới lấy được quả. Thì em đi đường ấy, em thấy cái vườn rất đẹp, nhưng mà chế độ làm chưa biết làm nhá cả nhà nhá. Rất nhiều nhà là làm kiểu này 50-50. Đấy cả nhà, 50% biết làm thôi, còn 50% chưa biết làm. Đấy, hạ đột ngột các bác thấy chưa. Đấy, hạ đột ngột nó hỏng vỏ này. Đấy, rất là tai hại nhá cả nhà nhá. Đấy, như thế này sau này kể cả cái chỗ này liền nhá, ở trong vẫn bị ung nhá, vẫn bị ung bình thường cả nhà, nó sẽ không bao giờ hết được cái này. Đấy, đã là bị ung ấy, sau này cái này liền ấy, cái trong lõi này vẫn bị mục bình thường. Đấy cả nhà nhá, đã hỏng cây. Đấy, vườn rất đẹp. Đấy cả nhà, rất đẹp, chưa biết chế độ làm. Đấy, rồi em sẽ đi quay cái vườn biết làm đi, vườn biết làm nó sẽ như thế nào. Rồi đây nhá cả nhà nhá, những cái vườn người ta biết làm đây thì em sẽ quay cho cả nhà xem. Đấy, cái vườn người ta biết làm này. Đấy, đây là em quay vườn khác nhé. Cái vườn người ta biết làm ấy thì là cái cành của nó ấy, người ta để ấy, thì nó ra dài hơn. Cái chế độ ấy, đấy cả nhà xem này. Đấy, cái chế độ đầu cành ấy. Đấy, đầu cành ấy, đây cả nhà thấy chưa. Đấy, nó bé hơn ngón tay út nhá. Cái vừa nãy nó phải to hơn ngón tay cái này. Đây, đấy cả nhà xem này. Cái vừa nãy nó phải vào lên đây, vào lên đây này. Đấy, cái đấy vừa nãy nó phải chặt vào lên đây. Đấy cả nhà thấy chưa. Đấy, đấy người ta để ra đến đây ra nhá, là trong tán vẫn có này. Đấy, nhưng là mỗi tội là cái vườn này thì em quay cho cả nhà xem là cành hơi dày. Đấy, biết làm nhưng mà cành hơi dày nhá. Như vậy này, cành này này, cành này dày này. Như em là như cây này em phải chặt đi khoảng độ gần 10 cành đó. Đấy, em riêng đây như cây này, này. Như cây này em phải chặt đi hàng tầm 10 cành, nó phải rơi vào như vậy. Đấy, nó rất dày cả nhà, nhìn vậy thôi dày lắm, dày lắm. Nó tương tự đây, như cành này chặt này, 1 này 2 này 3 này 4 này 5 này 6 này 7 này 8 này 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 13 này, 14, 15. Đấy, như cây này em phải chặt đi khoảng 15 cành cả nhà. Thì cái chế độ mình chăm ấy thì quả nó mới lớn được. Để như vậy nhá. Đấy, rất nhiều nhà để kiểu vậy này, năm nào cũng sai. Nếu mà biết làm ấy thì năm nào cũng sai chế độ cành. Nhưng mà nó còn phải do chế độ lộc nữa cả nhà, nó còn phải do cái chế độ mình làm lộc nữa. Đấy,
chế độ ủ canh được rồi, cả nhà phải biết là chế độ làm lộc, lấy lộc và thời điểm khoanh nữa. Đấy. Nhưng mà tầm dày dày này là kiểu gì cũng sai, nhưng mà nó sẽ quả nó sẽ bé, không đạt tiêu chuẩn. Quả nó sẽ gai và rất bé. Các bác vào bao nhiêu phân thì vào thôi. Nó quá dày và nếu mà nó sai quả đấy, nó quá tải, không bao giờ cái quả to được. Đấy. Các bác nghĩ thử xem. Đây, như vậy đi. Cả ngọn này bắt đầu ăn này. Này, ăn vào đây này. Đấy. Đấy và đây này. Đấy. Cành nào cũng ăn như vậy, cả nhà biết là nó chế độ của nó, quả nó bao nhiêu không? Ăn mình làm ấy, ăn cả ngoài tán này, trong tán cũng lấy này. Đấy, các bác thấy cái lượng quả nó nhiều không? Thì để tương tự các bác cả nhà để cái cành dày ấy. Để cái cành dày ấy làm gì mà nó nuôi được nhiều thế? Đúng không? Thì đã làm ấy, mình tỉa ra đến cái đầu ngọn bé này này, ăn vào đến trong này ấy, thì thoải mái rồi, thoải mái quá rồi, thì mình nên chặt thừa đi. Đấy, để dày thế này gọi là người vào còn khó cả nhà, người trèo vào nó còn khó, nó dày quá dày. Đấy, thấy chưa? Đấy, đây là em đi, hôm nay em đi đường, em tiện em đi qua những cái vườn mà em thấy, em quay cho cả nhà nhé. Đấy, hôm nào em lên em quay cả nhà xem cái vườn của em xem. Nó cái cây cành nó rất thừa nhá. Đấy. Không bao giờ dày như thế này đâu. Này dày như là bàn tay rồi cả nhà, lên nó dày dịt như bàn tay luôn. Đấy. Cái này mà cả nhà nó ra lộc, cả nhà xem cái độ lộc đi. Ví dụ như ở trong tán đi nhá. Đấy, ở trong tán đi. Đấy, cái lộc nó ra này. Nó ra này, đấy, nó dày này. Ví dụ những cái cành này, lộc nó ra dày đi. Đấy, cái lộc nó ra này. Ví dụ nó ra khoảng một gang lên này. Đấy, kiểu gì lộc nó cũng ra hơn gang này. Nó sẽ chạm cây trên này, cành trên này. Đấy, cành trên này, nó lại chạm cành trên này. Đấy, nó quá dày. Nhà nó phải hiểu như vậy. Còn làm ấy tùy mỗi người thôi cả nhà, mỗi người một kinh nghiệm mà. Nhưng mà riêng để dày này quả không bao giờ to, em dám khẳng định quả không bao giờ đạt. Thì em làm cái chế độ của em là em lấy chất lượng, em không lấy sản lượng nha. Đấy, ví dụ như cái cây này, để cây này rất to nhá cả nhà này. Em quay cho cả nhà, cây này nhìn như vậy thôi rất to nhá. Đấy, rất to nhá. Cây này nó phải rơi, nếu mà được lượng quả ấy, nó phải rơi vào khoảng tầm một tạ 50 cân còn chưa hết cả nhà. Nếu mà sai dinh dít nó phải được khoảng tầm tạ 7 tạ 8 hắng nõi vào những cái cây này. Em quay như vậy thôi nó rất to đấy cả nhà. Đấy, to lắm. Rất to luôn. Đấy, thấy chưa? Nó rất to luôn. Đấy, nó phải tạ 7 tạ 8. Nhưng mà em làm cái cây này đấy, em lấy quả chất lượng ấy, nó chỉ rơi vào khoảng tầm tạ 4 thôi. Nhưng em sẽ chặt thưa đi tạ 4, tạ 3 thôi. Nhưng mà quả rất chất lượng luôn. Đấy, mình phải làm như thế. Mình không lấy cái số lượng nhiều như vậy. Đấy. Còn cái chế độ làm lộc ấy, em sẽ làm những cái video nào lộc mà em làm ấy, em sẽ làm cho cả nhà. Làm dần dần, em sẽ làm từng video lên cho cả nhà là em làm lộc chế độ thế nào và khoanh những thời điểm. Người ta cũng làm như vậy thôi, nhưng mà người ta để cái cành nó quá dày cả nhà nhá. Quá dày. Nên quả nó không bao giờ đạt chất lượng được. Thì những bác này đấy, nó theo em, nó đi theo sau những vườn này đấy, gọi là những cái vườn làm đấy, nó phải đi theo sau em khoảng tầm cách đây khoảng tầm 4-5 năm về trước nhá. Bởi vì những ngày trước ấy em cũng để dày, không dám là chặt thừa đấy, không dám chặt thừa là thế nào cả nhà. Chặt thừa đi đấy thì mình sợ cả nhà, mình sợ là chặt thừa là mình sợ là cũng kiểu như là lộc nó sẽ khỏe này,
khi mình làm bón phân các kiểu này, lọc sẽ khỏe này, nó đẩy lên này, nên là sau này ấy, mình hãm khó. Nhưng mà để như thế này ấy, chỉ cần lấy 2 đợt họa hồn thì lấy 3 đợt, không thì lấy 2 đợt là bắt đầu là cái chế độ ủ của mình ấy, khoanh ấy năm nào cũng sai cả nhà, làm nó rất ok nhưng mà quả rất bé. Thì mình phải, nếu mà muốn làm quả to ấy, mình phải cải thiện nhá cả nhà nhá, cải thiện mình tỉa bớt đi, xong là mình lấy 3 đợt lọc, phải lấy đón chắc chắn, tính từng tháng một. Đấy, ví dụ tính theo âm này, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 thì trong vòng 4 tháng bắt buộc phải lấy được những cái đợt lọc để mình khoanh nha cả nhà nhá. Đừng có chần chừ và đừng có, đấy, mình muốn làm vải đẹp ấy, mình đừng có chần chừ. Đấy, phải quyết định và chịu khó. Đấy. Rồi em lên nói chuyện với cả nhà như vậy thôi. Thì ra những cái video tiếp theo ấy, thì em sẽ những cái đợt lọc và làm như thế nào thì em sẽ lại hướng dẫn cho cả nhà. Đấy, em quay lên nói chuyện với cả nhà như vậy thôi. Thì cả nhà vào xem, nhớ đăng ký kênh và like bài ủng hộ em. Thì em rất chi là cảm ơn cả nhà. Rồi em chào cả nhà nhá. Và em quay lại em chỉ cho cả nhà xem cái vườn người ta biết làm đấy nhá. Đấy, em quay lại em chỉ cho, đấy, cái vườn biết làm này. Các bác vừa đi xem ở cái đầu video ấy, những cái vườn mà nó bị hạ đấy, cả nhà xem những cái vỏ này nứt nhá. Đấy, vườn này không nứt này. Đấy, người ta làm kiểu như kiểu cái em ấy, không bao giờ nứt cái vỏ này này. Đấy, vỏ không nứt nhá. Đấy, cả nhà thấy không? Đấy, vỏ không nứt nhá. Những cái cây vỏ không bao giờ nứt. Đấy, cái chế độ nó là ra đến ngọn này này, không nứt này. Đấy, không nứt nhá, cả nhà nhá. Đấy, cái đấy là do nứt đấy, là do hạ đột ngột nhá cả nhà nhá. Đấy, không nứt đâu. Đấy, nếu mà hạ ấy, cả nhà hạ đột ngột ấy, hạ sâu ấy thì mình nứt. Đấy, những cái vườn người ta hạ này là không nứt nhá cả nhà nhá. Đấy, không nứt đâu. Đấy,